Truyền hình Thông tấn kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự tổng hợp. Trong chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây. Trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác của Trung ương đã đi thăm và làm việc tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang, địa phương còn gặp nhiều khó khăn nhất trong cả nước. Chủ tịch nước đã dặn dò các cấp ủy đảng, chính quyền nơi đây quan tâm chăm lo hơn nữa đến đời sống của đồng bào dân tộc, nhất là trong thời điểm năm mới sắp đến. Hồi 12 giờ ngày 11 tháng 12, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại công ty Dragon Z thuộc khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, gây thiệt hại nặng về tài sản. Đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng, kho chứa hàng và văn phòng công ty, hiện chưa có thông tin thiệt hại về người. Sau 14 ngày làm việc tại Durban, Nam Phi, Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 17, gọi tắt là COP17, đã chính thức kết thúc với việc đi đến những thỏa thuận mở ra cánh cửa để các quốc gia trên thế giới cùng chung tay bảo vệ môi trường, thể hiện trách nhiệm hơn trước sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Hai ngày sau khi Liên minh châu Âu thông qua hiệp ước tài chính mới nhằm thắt chặt kỷ luật ngân sách, Trung Quốc cho biết sẽ hỗ trợ châu Âu vượt qua cuộc khủng hoảng nợ công. Thị trường chứng khoán Mỹ cũng đã đảo chiều tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần. Trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác đã đi thăm và làm việc tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền nơi đây quan tâm chăm lo hơn nữa đến đời sống của đồng bào dân tộc, nhất là vào thời điểm năm mới sắp đến. Hà Giang hiện là địa phương còn gặp nhiều khó khăn nhất trong cả nước. Sau đây là tổng hợp của phóng viên truyền hình Thông tấn. Ngày đầu tiên trong chương trình đến thăm Hà Giang, Chủ tịch nước đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại tượng đài Bác Hồ với bà con các dân tộc Mèo Vạc. Chủ tịch nước đã cùng các đồng chí cán bộ lãnh đạo tỉnh Hà Giang và huyện Mèo Vạc thành kính dâng hương tưởng nhớ lãnh tụ Hồ Chí Minh kính yêu. Trồng cây lưu niệm tại công viên trung tâm thị trấn Mèo Vạc, Chủ tịch lưu ý huyện Mèo Vạc cần tập trung làm tốt công tác phát triển rừng, lựa chọn những cây trồng phù hợp để vừa gìn giữ môi trường sinh thái, vừa để giúp người dân có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Chủ tịch nước đã đến thăm và tặng quà cho gia đình các anh Sùng Mí Say và Sùng Mí Khánh là các hộ nghèo ở bản Pà Vi, thị trấn Mèo Vạc. Tìm hiểu gia cảnh và điều kiện sinh sống của bà con, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dặn dò các cấp ủy đảng chính quyền chăm lo hơn nữa cho các gia đình khó khăn. Chủ tịch nước cho rằng đứng trên địa bàn vùng cao núi đá, Mèo Vạc nói riêng, Hà Giang nói chung phải biết tìm hướng đi mới, trong đó phải phát huy lợi thế tiềm năng như chăn nuôi bò, dê, tìm các giống mới năng suất chất lượng cao đối với cây ngô, lúa, kết hợp phát triển kinh tế hộ gia đình với gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, thu hút du lịch để không chỉ góp phần xóa đói giảm nghèo mà còn tiến tới sản xuất hàng hóa, nâng cao đời sống cho bà con. Thăm mô hình thí điểm nông thôn mới tại làng văn hóa du lịch Sùng Là của huyện Đồng Văn, Chủ tịch nước đồng tình với cách làm của chính quyền và người dân nơi đây khi những nét văn hóa sinh hoạt, nghề thủ công truyền thống của đồng bào Mông vẫn được giữ gìn, đồng thời thay cho những tập quán canh tác thụ động trông chờ vào thời tiết là những cánh đồng rau quả vụ đông cho năng suất chất lượng cao, sẵn sàng cung ứng cho thị trường thành phố Hà Giang và các vùng lân cận. Với cao nguyên đá Đồng Văn ở vị trí trung tâm của công viên địa chất toàn cầu, Chủ tịch căn dặn, bài toán mà chính quyền người dân phải giải cho được là cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất. Bởi vậy, đầu tư công đối với Hà Giang những năm tới sẽ ưu tiên cho những công trình hồ chứa nước phục vụ người dân. Qua thực tế công tác tại những huyện vùng xa như Đồng Văn, cùng với ghi nhận những chuyển biến trong đời sống kinh tế xã hội của đồng bào vùng cao, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đánh giá cao những nỗ lực của Hà Giang trong thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 11 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Chủ tịch cho rằng, kể từ sau khi thực hiện quy chế quản lý biên giới mới, vùng cao biên giới Đồng Văn đã trở thành khu vực biên giới hòa bình hữu nghị cùng phát triển hợp tác lâu dài và vì lợi ích chung. Làm việc với lãnh đạo các ban ngành của tỉnh Hà Giang sáng nay, Chủ tịch nước nhất trí với những trọng tâm kinh tế xã hội mà Hà Giang đề xuất thực hiện trong giai đoạn mới. Chủ tịch nước căn dặn, Hà Giang là tỉnh còn nhiều khó khăn, do vậy tỉnh cần vận dụng phù hợp thực tế những quan điểm chỉ đạo của Trung ương, tìm ra những phương án tốt cho triển khai thực hiện mô hình nông thôn mới trên địa bàn. Chủ tịch mong muốn và tin tưởng Đảng bộ và đồng bào các dân tộc vùng cao Hà Giang đoàn kết nỗ lực thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm mới 2012. Vào sáng 11 tháng 12, tại thành phố Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban các tỉnh Tây Nguyên trong công tác triển khai thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì hội nghị. Hội nghị đánh giá việc triển khai thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các tỉnh Tây Nguyên triển khai thực hiện nghiêm túc. Đến nay, các tỉnh Tây Nguyên đã ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị,
quyết tâm thành lập và quy chế làm việc của bộ phận giúp việc, ban hành quyết định thành lập bộ phận chuyên trách. Trên cơ sở kết quả kinh nghiệm hơn 4 năm thực hiện cuộc vận động, một số tỉnh đã xây dựng các chương trình kế hoạch hướng dẫn đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các địa phương, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên theo tinh thần chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Sau khi biểu dương tinh thần khẩn trương nghiêm túc triển khai chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, đồng chí Đinh Thế Huynh lưu ý Ban Thường vụ các tỉnh Tây Nguyên cần quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung và giải pháp tổ chức thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, kế hoạch 03 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cấp ủy đảng cần nhận thức sâu sắc chủ trương của Bộ Chính trị, chuyển từ cuộc vận động trước đây sang chỉ đạo đưa việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cần đặc biệt chú trọng làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Hàng tháng các cấp ủy lựa chọn một số nội dung trong tài liệu sinh hoạt chi bộ, chọn một số lời Bác dạy từ cái tài liệu tham khảo này và ngay cả các cái nguồn tài liệu khác rất phong phú. Kể cả những tài liệu đã ban hành trong nhiệm kỳ qua trước để đưa vào sinh hoạt chi bộ, đây là cái sự chủ động sáng tạo của đồng chí từ đầu, lựa chọn những tài liệu gì, những vấn đề gì nó giải quyết được tình tư tưởng về đạo đức lối sống ở trong đơn vị, chứ không mở hình cứ được huấn luyện hàng nghìn người mà học xong tài liệu để đấy. Trước đó, từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 12, đoàn công tác của Ban Bí thư do đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra việc tổ chức thực hiện chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của Đảng, thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị với các ban thường vụ các tỉnh ủy Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk, kiểm tra khảo sát thực tế tại một số địa phương cơ sở. Cũng trong ngày 11 tháng 12, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã dẫn đầu đoàn công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi để kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết 39 ngày 16 tháng 8 năm 2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2010. Báo cáo của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ, giai đoạn 2006-2010, GDP toàn tỉnh tăng bình quân 18,7%, gấp 8 lần giai đoạn 2001-2005. Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 1.232 đô la Mỹ, gấp 3,16 lần năm 2006. Tỷ trọng công nghiệp tăng, dịch vụ và nông nghiệp giảm. Thu ngân sách hàng năm luôn vượt dự toán trung ương giao. Báo cáo cũng đã nêu lên những kết quả phát triển trên các lĩnh vực khác. Tỉnh cũng nêu lên một số kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nghị quyết 39. Đồng thời có những đề xuất kiến nghị với chính phủ về phát triển công nghiệp, phát triển kết cấu hạ tầng và vấn đề liên kết vùng. Sau khi nghe nhiều ý kiến của người đứng đầu các ngành, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương kết quả Đảng bộ Nhân dân Quảng Ngãi đạt được trong việc thực hiện nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Phó Thủ tướng lưu ý Quảng Ngãi là tỉnh thường xuyên bị thiên tai lũ lụt hàng năm, do đó tỉnh cần có biện pháp phòng tránh cụ thể, có giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao dân trí, chú trọng khuyến nông khuyến lâm, giao đất giao rừng cho người dân quản lý, mở ra hướng chăn nuôi. Trong việc đầu tư cần có cơ chế thu hút đầu tư phát triển, tập trung cơ sở lọc hóa dầu trong khu kinh tế Dung Quất, xúc tiến đầu tư lấp đầy các khu công nghiệp khu kinh tế Dung Quất, mạnh dạn cắt bỏ những dự án chậm triển khai. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đồng tình với các đề xuất kiến nghị của tỉnh Quảng Ngãi đối với Trung ương. Đoàn công tác sẽ tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị giải quyết. Thưa quý vị, hàng nghìn mét vuông nhà xưởng, kho hàng và văn phòng đã bị lửa thiêu rụi trong một đám cháy lớn xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Dragon Z trong khu công nghiệp Quế Võ của tỉnh Bắc Ninh vào trưa 11 tháng 12. Cho đến tối thì ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy, trong khi lực lượng chức năng đang nỗ lực ngăn không cho đám cháy lan rộng. Hồi 12 giờ ngày 11 tháng 12, một đám cháy lớn đã bùng phát tại khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, tạo nên cột khói khổng lồ, cách xa hàng chục km người dân vẫn có thể nhìn thấy rõ cột khói này. Vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty Dragon Z gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng, kho chứa hàng và văn phòng công ty. Nơi phát xuất đám cháy là xưởng sản xuất linh kiện nhựa của nhà máy. Đám cháy lan rộng, bao trùm toàn bộ xưởng sản xuất. Trong vòng hơn một tiếng đồng hồ, đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ dây chuyền sản xuất, kho hàng và văn phòng công ty. Ngay sau khi nhận được tin báo hỏa hoạn tại công ty Dragon Z, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Bắc Ninh đã điều động khẩn cấp hàng chục lượt xe cứu hỏa chuyên dụng và toàn bộ lực lượng công an phòng cháy chữa cháy có mặt ở hiện trường để khống chế đám cháy.
Đến chiều ngày 11 tháng 12, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy được huy động từ thủ đô Hà Nội, tỉnh Bắc Giang và cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đã có mặt tại hiện trường cùng với cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Bắc Ninh khống chế đám cháy. Lực lượng phòng cháy chữa cháy phối hợp với ban quản lý các khu công nghiệp, công nhân có mặt tại nhà máy tích cực tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn và kho hàng chứa nhiều linh kiện bằng nhựa dễ cháy nên công tác chữa cháy, khống chế ngọn lửa gặp rất nhiều khó khăn. Hiện vẫn chưa có thông tin thiệt hại về người. Cho đến 17 giờ 30 phút ngày 11 tháng 12, ngọn lửa vẫn hoành hành dữ dội trong nhà xưởng của công ty. Lực lượng phòng cháy chữa cháy có mặt tại chỗ đang cố gắng khống chế không cho ngọn lửa cháy lan sang các nhà xưởng bên cạnh. Công ty Dragon Z có khoảng hơn 1.000 công nhân chuyên sản xuất các linh kiện nhựa cho công ty Canon.